birthday to you. Happy birthday to you. Hôm nay nấp mới đi sinh nhật về, sinh nhật của bạn nấp vui ơi là vui luôn, mà không biết là chừng nào mới tới sinh nhật của nấp nữa ta. Để về hỏi lại anh. Chơi cái kiểu gì mà tối hôm qua nó không về nhà bạn, sáng nay mình đi tìm nó thấy nó nằm ở ngoài đường á, chơi cái kiểu gì không biết nữa. Hay mà thấy người nó cũng có gọi là có thương tích rồi đó, chắc chắn là hạ chắc đánh nhau hay gì nè. Giờ nó không biết chừng nào nó tỉnh này nữa. Nấp ơi, nấp dậy chưa em? Trước khi đi anh dặn nấp sao là đi chơi á, về sớm sớm một tí, trời tối nó nguy hiểm lắm, có mấy bọn quái vật ở ngoài đường, nói không nghe đi cho về trễ vô, rồi cuối cùng á bị vậy đó, rồi người có sao không? Ơi mà sao người này công nhận nó trâu bò thiệt luôn á, nó bị gọi là bị thương nặng lắm bộ, mà sao giờ nhìn người nó bình thường vậy nè, trời này nó có gọi là cái gọi là hả khả năng hồi phục hả ta? Mà công nhận các bạn, thằng nấp nó trâu bò lắm các bạn ơi. Dạ. Ôi, anh Len đừng có like Nấp nữa, Nấp đang bị đau mà. Sao á, Nấp có gì chơi, Nấp sẽ kêu anh Len đi theo để bảo vệ cho Nấp. Tại vì nhiệm vụ của anh Len là phải bảo vệ cho Nấp mà. À, thôi thôi đi ông. Ông già cái đầu rồi mà ông làm như ông còn con nít gì đó, mày đặt nhõng nhẽo với tôi nữa. À mà thôi, đi chơi á là hạ tự đi mà đi, còn lúc mà về cũng phải tự mà về chứ không có kiện mà anh đi theo bảo vệ. Trời ơi, làm như là mình là vệ sĩ của nó thiệt vậy bạn. Đi là phải bảo vệ. Ở nhà đi, anh đi có công chuyện đây, ở nhà nghỉ ngơi đi nha. Bây giờ các bạn ơi, mình đang tính vậy nè. Thật sự bây giờ á, các bạn thấy rồi đó, thằng Núp á tội nghiệp lắm bạn. Nó muốn đi chơi, mà đi chơi á, buổi tối đi á, là về á, ở trong đây nó khá là nguy hiểm. Tại vì các bạn thấy là trong đây tối zombie đồ nè, skeleton nó xuất hiện thì sao Núp nó đi được. Mà mình đâu có lúc nào mình cũng đi kè kè theo nó được, mình còn công việc của mình nữa. Bây giờ mình không biết là làm cách nào để cho thằng Núp nó có thể được gọi là bảo vệ nữa các bạn. Giờ sao ta? Ê, nhìn quen nghe nhờ. Ủa, cái nhà này là ông trưởng làng, đúng rồi. Đúng rồi, qua nhờ ông trưởng làng giúp các bạn ơi. Biết đâu được ông trưởng làng giúp gì được cho thằng Núp để cho nó đi chơi buổi tối được sao? Mình vô coi coi như thế nào nè. Ông trưởng làng yêu dấu con ơi, lâu lắm rồi con mới được gặp lại ông á. Ông trưởng làng ơi. Ủa sao nhà ông trưởng làng cao mà chóng mặt quá. Ông trưởng làng ơi, ông đâu rồi? Trời ơi, con chóng mặt quá. Dạ, con chào ông trưởng làng. Làm cái gì mà con đi con la hét con kêu ta thầm vậy lên men. Nó nhỏ nhỏ thôi, mọi người xung quanh cho người ta gọi là yên lặng nào. Mà cho ta hỏi nè, thằng Núp sáng giờ sao rồi? Thì từ sáng đi ngang qua ta thấy nó vậy, ta lo ghê luôn á. Sợ nó bị cái gì á. Mà nó sao rồi, nó có bị sao không? Ây da, dạ, cho con xin lỗi, con lỡ làm ồn. Dạ thằng Núp á hả? Ông yên tâm đi. Thằng Núp nó gọi là nó khỏe lắm. Hồi sáng ông thấy nó bị gọi là bị thương vậy đúng không? Một hồi sau người nó bình thường lại luôn hả? Con còn bất ngờ về nó nữa đó. Ông yên tâm đi. Mà bây giờ con qua đây con muốn nhờ ông nè. Là cái chuyện của thằng Núp. Ông thấy rồi đó, là mỗi lần nó đi chơi về tối là nó có chuyện à.
mà bây giờ á bạn bè thì nó cũng phải đi học, rồi tối nó mới về nó rảnh được thì nó đi chơi buổi tối thôi à. Cho nên là giờ con phải muốn nhờ ông là tìm cách nào giúp cho thằng Núp gọi là buổi tối nó có thể đi chơi an toàn mà không cần phải có con đi chung. Ông có cách giúp con không? Con nói tao mới nhớ nha, dạo này lớn tuổi rồi tao hay quên quá. Sáng thấy thằng Núp nó bị vậy á, tao cũng thấy thương, cho nên là tao muốn gọi là làm một cái gì đó để cho nó đi chơi được buổi tối, một cái thứ gì đó bảo vệ cho nó. Thôi được rồi, bây giờ có một cái này, nhưng mà ta sợ là con làm cũng được đó, hơi khó nha. Dạ không sao đâu, ông Dũng lại yên tâm, được miễn sao là giúp cho thằng Núp, em trai của con nó được gọi là an toàn, khỏe mạnh là con vui rồi. Ông cứ nói đi, khó cỡ nào cũng làm được mà. Thật ra đối với cái nhiệm vụ này á, thì ngày xưa á, thì đối với con rất là dễ, nhưng mà ta sợ bây giờ đối với con nó hơi khó, tại vì lâu rồi con mới vô đây mà. Nên là ông cũng không biết là con có làm được hay không nữa. Mà thôi con nói vậy thì bây giờ ông cho con cái nhiệm vụ này, ông ráng con làm giúp em con nha. Ông trưởng làng nói cũng có lý. Lâu rồi mình đâu có vô trong Minecraft này đâu các bạn, cho nên là mình chơi nó sẽ gà hơn ngày trước. Nhưng mà cái nhiệm vụ của bây giờ á là mình biết rồi. Nói chung là nhiệm vụ này á đối với mình bây giờ vẫn còn dễ, nên các bạn yên tâm. Lúc đói bụng quá, nói chung là anh lên về nữa. Anh lấy đây về lẹ lẹ lên, Núp đói bụng quá nè. Nấu cho Núp ăn cái gì đi, em đói bụng quá. Rồi rồi, từ từ anh vô lấy đồ ăn cho, thì khổ quá đi. Mệt ghê á, đang đi kiếm việc gọi là giúp nó, bây giờ nó còn đói bụng, nó kêu mình nữa chứ. Thì khổ ghê, rồi, vô lấy cho. Ai, đúng là có em khổ quá các bạn ơi, để mình xem coi nó ăn cái gì đây. Thịt bò, nó ghét ăn thịt bò lắm bạn ơi, nó bị nhức răng, nó không thích ăn thịt bò đâu. Để mình xem còn gì nữa không. À đây, hamburger, hot dog, pizza, à đây, món yêu thích của thằng Núp. Đây Núp ơi, pizza nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây Núp ơi, món yêu thích của em nè. Ăn đi, đừng có gọi là kêu nữa, anh nhức đầu quá. Thôi ăn cho ngon miệng nha. Rồi anh đi gọi là có công việc tí nữa, anh quay về, ở nhà ngoan rồi, nhớ học bài nha, sắp thi rồi đó, đi nha. Anh Len là số 1, đúng là anh Len, anh của Núp. Chỉ có anh Len mới hiểu được Núp, và anh Len mới gọi là người quan tâm Núp nhất thôi. Núp, anh Len biết Núp thích bánh pizza, cho nên Len lấy cho Núp bánh pizza nè, để Núp lấy bánh pizza Núp ăn thử coi có ngon không. Bánh pizza này thơm quá, để Núp ăn thử coi có ngon không. Ngon quá. Nhiệm vụ của mình thì mình thấy khá là đơn giản, mà sao không hiểu sao ông trưởng làng lại nói là khó ta. Nói chung là bây giờ mình phải tìm làm sao thật là nhiều vàng. Nói chung là ngày hôm nay mình chỉ cần vàng thôi các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn tìm vàng nhanh á thì chỉ có xuống địa ngục mới là tìm vàng nhanh nhất thôi các bạn ơi. Wow, các bạn thấy không? Đây, ở đây mới vô mình thấy có vàng nè. Đằng kia là không phải. Đây, có vàng nè các bạn ơi. Muốn tìm vàng nhanh nhất thì cứ xuống đây mà tìm, rất là dễ luôn nha các bạn. Nhưng mà xuống đây bị một cái là nó hơi bị nguy hiểm nha. Tại vì ở đây á là sẽ có những cái con đằng kia. Cái con này mình không biết tên nha các bạn. Tại lâu quá mình không có chơi, mình không có biết tên, nhưng mà mình biết nó là những con gọi là khá là nguy hiểm. Vàng đâu ta? Vàng đâu, bây giờ tìm không có luôn các bạn à. Đây, dưới kia. Ấy chưa, đừng giỡn. Rồi. Sắp có bão cát rồi các bạn ơi, các bạn nhìn trời kìa. Tối thui hết luôn các bạn thấy không? Sắp có bão cát rồi, mà bây giờ á xuống địa ngục các bạn thấy không? Mình mới tìm được có 14 cục vàng nhỏ xíu à, mà mình đã phải gọi là trở về trần gian rồi. Giờ không biết là vàng ở đâu nữa. Đúng rồi ha, quên nữa, ở ngoài sa mạc này chúng ta sẽ tìm được kim tự tháp, và trong kim tự tháp là có kim cương mà cũng có vàng luôn. Mình tìm ở trong đó cho nó lẹ các bạn ơi, chứ bây giờ mà tìm ở gọi là hạ dưới địa ngục mình thấy khó quá. Nói chung là nó cũng hơi bị nguy hiểm đấy. Đây, để bây giờ mình sẽ đi tìm thôi các bạn ơi. Đâu rồi, để mình xem coi là có gọi là hạ cái gì kim tự tháp nào ở đây không. Ui, không thấy kim tự tháp mà thấy toàn cái bọn gì đâu không nè. Thôi mà mấy anh ơi, đừng có đánh em. Ui, ở đây có gì nè các bạn ơi. Từ, đừng có lại đây. Đứng lại đây, đừng qua. Ui, ở đây có gì nè. Ôi, vàng à. Ui, Minecraft có vàng ở trên cát hả? Ủa, cập nhật, mình không biết ta. Đây, thử lấy sẵn coi. Ui, được nè. Wow, vàng các bạn ơi. Ê, mệt ghê nha mấy con này. Cái con nhện này điên à. Ai làm gì đâu mà đánh người ta. Nó đào có thể là cục vàng lớn. Đây, hoặc có thể cũng là cục vàng nhỏ các bạn ơi, chứ không phải là nó sẽ đào ra được gọi là cục vàng nhỏ không các bạn. Ui, hay đó. Này thì con hết nè, hết cục tay, lâu lắm mà mới gặp mà giờ đánh nhau à. Đây, để mình đào coi. Đây, cục vàng nhỏ nè các bạn. Cục vàng lớn nè các bạn. Ui, tiện quá. Đây.
hay lắm, thôi đào tiếp đào tiếp. Gá quá trời luôn nè các bạn ơi. Đào ra được tùm lum. Các bạn thấy mình tìm vàng nhiều ghê không? Ra ngoài kia quá trời vàng luôn, khỏi cần xuống địa ngục làm gì các bạn. Bây giờ mình bắt đầu chế tạo cho các bạn coi nè. Bây giờ mình sẽ để hai cục vàng lên đây. Hai cục vàng cái là khối vàng nha các bạn. Tiếp theo là các bạn phải bỏ cho mình đó là hai cục vàng ở đây nữa. Rồi, cái này hai cục vàng bình thường nè, hai cục vàng siêu nhỏ nè. Và cái này là cái hồi nãy mình đào được. Đó, nó có tên là gon gì nè các bạn ơi, các bạn có thể dịch ra nha. Tên 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 tên. Các bạn biết đây là cái gì không? Nó có tên là Golden Golem. Đó, nó là gọi là hả? Golem vàng. Đó, giống như là Iron Golem là người sắt các bạn. Có đây là người vàng nha các bạn ơi. Đấy, mình được một con rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm tiếp các bạn ơi. Mình sẽ làm nhiều nhiều thiệt là nhiều luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đem về cho thằng núp nó coi nha các bạn ơi. Mình sẽ đem về mình tặng cho nó mà không biết nó học bài xong chưa nữa. Để mình về mình coi coi nó đâu rồi ta. Núp ơi. Rồi nó đã học bài chưa nữa, mình vô nhà cái đã. Đây Iron Golem nè các bạn. Đây. Iron Golem các bạn nhìn kỹ nha. Đây Iron Golem nha. Rồi bây giờ vô. Núp ơi núp, học bài xong chưa? Núp. Ý, nó đang học bài các bạn ơi. Thôi bây giờ nó đang học bài rồi, mình gọi đây mình đợi nó chứ giờ sao. Để nó học bài xong đi rồi mình gọi là tặng cho nó cái này, chắc chắn đảm bảo nó sẽ thích. Yeah, cuối cùng núp đã học bài xong rồi, giờ đi chơi thôi. Mà núp sắp thi rồi, bây giờ ngày nào thi ta? Còn mấy bữa nữa thi, nhưng mà núp học xong bữa nay rồi, đi chơi. Hồi nãy hình như là núp nghe có tiếng anh Len kêu núp thì phải. Hay là núp nghe lầm? Tại vì anh Len nói là anh Len đi có việc mà. Để ra ngoài xem như thế nào, hồi nãy núp nghe anh Len kêu núp mà. Mà giờ anh Len đi đâu mất tiêu rồi, núp ở nhà buồn quá à. Thôi đi chơi thôi. Khách cổng địa ngục kìa. Ở đó là cái gì vậy? Ê, anh Len kìa. Huy. Anh Len ơi. Chết trời. Dễ thương quá. Ủa anh Len, cái này là cái con gì vậy anh Len? Sao mà nó dễ thương dữ vậy nè, đi vòng 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 vòng. Ủa, dễ thương quá à. Anh Len, con này con gì vậy? À, khoái khoái khoái. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Ui, chạy nước miếng thiệt kìa các bạn. Nhìn thích lắm đúng không? Trời ơi, các bạn ơi, nó nhìn con này nó khoái. Mình nhìn mình còn khoái mà. Đây chính là người vàng, hay còn được gọi đó là Golden Golem. Đó, đây là cái món quà mà ông trưởng làng dành tặng cho em, để khi nào mà em đi chơi buổi tối á, sẽ gọi là được, nó sẽ bảo vệ cho em, không có phải sợ bất kỳ một cái con nào mà nó gọi là quái vật nào mà nó bắt em hết á. À, em thấy thích không? Đây đây đây, để anh lấy cho em coi nè. Đây, đây là món quà ông trưởng làng dành tặng cho em nha. Đây anh sẽ đưa cho em. À, khoái rồi đúng không? Bây giờ á, trời chuẩn bị tối luôn rồi núp. Em lấy mấy con này ra, em test cho mọi người coi, coi coi là mấy con người vàng này mạnh như thế nào. Wow, thực sự anh cũng chưa biết là nó mạnh như thế nào nữa, anh chỉ mới tạo ra nó để coi coi là nó dễ thương như thế nào thôi. Mà thực sự nó dễ thương nè. Đó, bây giờ trời tối rồi, quái vật sắp xuất hiện rồi. Núp ơi, tạo ra những con gọi là người vàng đi núp. À, trời tối nữa rồi. Em sợ lắm, em sợ cái con này nó gọi là nó bắt em lắm. Nhưng mà anh đang có chắc chắn là mấy con này nó sẽ bảo vệ em không? Chắc chắn hả? Dạ được rồi, bây giờ em tin anh Len. Bây giờ sao đây, núp sợ quá à. Rồi thôi, đây là cái con mà anh Len nói là người vàng cái gì mà Golem gì đó. Nhưng mà bây giờ đằng kia có một con quái vật lần trước nó đã tấn công núp. Anh Len đi chứ núp, bây giờ núp gọi là chấu che lên, núp nghe dạ lên với anh Len mới được. Đâu rồi, bây giờ núp phải tìm nó đây đúng không anh Len? Được rồi, em sẽ thử, em sẽ tin anh Len lần này. Chuẩn bị đừng đánh núp nha, em sợ lắm mới đừng đánh núp. Chà, ủa sao không được? À đây rồi, nó đây rồi, đánh đi, đánh nó đi. Sao không đánh như vậy? Đánh nó đi, nó nổ kìa. À, anh Len ơi, anh Len lừa em, nó đâu có đánh gì đâu. Cái con gọi là cờ rip cờ bơ này nó đánh em rồi sao? Nổ đi. À, em xin lỗi, em không có cho nên đâu mình lỡ thôi. Em xin lỗi. Không được, phải báo trù cho anh Len mới được. Đây rồi, những con này dám đánh tôi hả? Đánh nó đi. Sao không thấy nó đánh gì vậy? À đây rồi, đánh đi, cố lên. Trời ơi, con này nó mạnh thiệt. Ây da, nó đánh núp, cứu núp. À, người vàng ơi, go gần go nghe làm gì nè. Đánh đi, coi mạnh dữ, nó phải tạo ra thêm mới được. Chà, tạo ra thêm mới được, tạo ra nhiều luôn. Chà, đánh con nhện đi, nó đánh núp kia, đánh con nhện đi. Thôi, wow, mấy anh này quá mạnh luôn mà anh Len nó mất tiêu rồi. Anh Len ơi, em xin lỗi, anh Len ơi, anh đâu rồi?
lỡ cho nó le đâu biết le có dặn không nữa. Bây giờ nó sẽ cho ra nhiều luôn. Này nè, này nè, này nè, này nè, này nè. Ôi, ra quá trời luôn. Bây giờ mấy con người vàng này sẽ bảo vệ cho nó. À, anh lên đi rồi. Anh lên đi rồi. Anh lên, anh lên. Anh lên đừng có dặn em nha. Hồi nãy không cố tình đâu em. Em không biết là con đó nó nổ cái. Anh lên cũng gọi là hả? Ngớm luôn. Núp này hôm nay liều ha, dám cho anh để Ripper nó nổ anh luôn. Công nhận thằng núp hôm nay nó liều thiệt. Nhưng mà các bạn thấy không, sức mạnh của mấy cái con gọi là người vàng này không thua gì mấy anh Iron Golem luôn á. Núp núp, đưa cho anh mấy con đó lại, để cho anh gọi là cho mọi người coi mấy con này mạnh như thế nào. Cảm ơn em nha, bây giờ đi theo anh. Chúng ta sẽ gọi là đây, bây giờ á, thằng núp nó tạo ra rất là nhiều luôn. Mấy con này nó có nhiệm vụ sẽ đứng xung quanh làng để bảo vệ. Còn nếu như mà thằng núp đi chơi nha, ví dụ nhà mình là thằng núp đây đang đi chơi về da 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 da, đúng không, đang đi chơi như thế này mà gặp ô zombie sợ quá, không sợ nha các bạn. Tạo mấy con này ra, đó là mấy con này nó sẽ gọi là đánh nhau với zombie cho các bạn luôn. Đó, mình sẽ tạo ra cho các bạn coi, thấy chưa, nó sẽ đánh nhau với zombie không có phải sợ cái gì luôn nha các bạn. Có mấy con này là các bạn gọi là hả, như thằng núp đi chơi về buổi tối không sợ luôn các bạn, thấy không, đi chơi về là không hề sợ. Đó, mấy con hết nè, thấy chưa, hết lại đây. Đó, hết cục tay nè, nè nè nè, thấy gì chưa, thấy gì chưa, thấy sức mạnh chưa. Mình thử cho nó vàng coi nó chịu không ta. Ê, nó mình cầm vàng đi theo mình nè, nhưng mà nó không ăn vàng các bạn ơi. À, vậy là nếu mà mình cầm cục vàng này đâu, để xem coi, nãy mình thấy đi theo mình nè. Đây, mình cầm cục vàng đi theo mình nè. Ê, núp núp núp, đi đi theo anh, đi đi đi, núp ơi, đi núp ơi. Đó, các bạn thấy không, đội quân vàng sẽ bảo vệ núp, theo thằng núp đứng ở giữa nè, tấn công đó, tấn công đi, thấy gì chưa, thấy sức mạnh chưa. Nhưng mà Ripper nó sẽ không tấn công Ripper nha các bạn. Mấy con này không hiểu tại sao nó lại không tấn công Ripper nha các bạn ơi, nên là mình cũng khó hiểu cái chỗ đó đó. Ê, Enderman, không biết nó có đánh Enderman không ta, nó có đánh mấy con Enderman không. Ôi, đừng có nổ sorry. Trời, các bạn thấy thằng núp nó trâu bò kìa không. Hồi nãy Ripper nổ mình một cái, một là mình ngẫm, mà con Ripper nổ thằng núp, núp không xi nhê gì luôn, thấy trâu chưa. Hàng của mình các bạn thấy nó an toàn hơn rồi đúng không, an toàn hơn hẳn luôn. Và núp nếu mà em đi chơi em sẽ gọi là được gọi là hả, bảo vệ đó, rất là tuyệt vời. Đây mình sẽ cho các bạn thấy được sức mạnh nè, sức mạnh của mấy con vàng nè, thấy gì chưa, nó mạnh lắm các bạn. Đừng có coi thường mấy con này, nhỏ nhưng mà có vỏ đó. Nè zombie nè, zombie nè, lên luôn zombie nè, zombie nè, zombie nè, thấy không, đó thấy chưa, nhỏ nhưng mà anh có vỏ, chưa tính là anh nhỏ nhưng mà anh đông à, lên luôn à, cắm đuốc lên nè. Ây da, sao không đánh mấy con vàng đi, đánh tôi làm gì. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này, và nếu các bạn thấy video này hay đừng quên để lại cho mình một like và đừng quên mình share cùng xem một cảm nhận cao. Nếu các bạn là fan chứng ủng hộ mình nha, và các bạn có thích những cái người vàng này hay không thì các bạn có thể bình luận bên dưới. Riêng mình thích mấy cái người vàng này còn hơn là mấy anh Iron Golem luôn, tại vì biết sao không, nó bằng vàng 9 số 4 nên mình rất là thích. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau nha, bye bye.